người dân Australia, Trung Quốc, Trung Đông đã lần lượt được chứng kiến sự xuất hiện của siêu mặt trăng. Tại châu Âu, hiện tượng này đã xảy ra tối qua theo giờ địa phương, trong khi đó cư dân tại Mỹ còn có thể quan sát siêu trăng trong hôm nay. Những ai bỏ lỡ quan sát hiện tượng siêu trăng sẽ phải đợi tới tháng 8 năm 2014 để có cơ hội được chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú này. Với giới thiên văn như chúng tôi thì đây là một hiện tượng không quá hiếm gặp, song với mọi người thì lại rất thú vị. Mặt trăng lúc này trông lớn hơn từ 10 đến 30% so với bình thường. Siêu mặt trăng là kết quả của những sự tình cờ. Nhà thiên văn này cho biết, mặt trăng bay quanh trái đất trong một quỹ đạo hình ellipse, do đó nó có thể tiến lại rất gần trái đất, và nếu thời điểm đó trùng với thời điểm trăng tròn, mặt trăng trông sẽ thực sự khổng lồ. Cũng theo Tần Nhà, khi mặt trăng ở trên trời cao, trông nó có vẻ vẫn bình thường, song khi tiến lại gần đường chân trời hơn, một dạng ảo giác quang học sẽ xảy ra khiến mặt trăng trông lớn hơn khi so sánh với cây cối hay nhà cửa gần xung quanh. Chuyên gia này cũng bật mí, những ai muốn xóa đi ảo giác này khi quan sát siêu trăng, có thể nhìn ra chỗ khác rồi uốn người ra phía sau và nhìn bầu trời qua hai chân.